Dương xin kính chào mọi cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Katia Radio Cuộc Sống Pháp. Thì hôm nay á, các bạn cũng sẽ dùng đến lắp cửa sổ cho nhà mình và dọn cái nhà kho này đó cô chú anh chị, để làm một cái nhà kho. Tại cái nhà kho cũ này là cũ của người chủ cũ. Đây là cái phòng của các con Dung, mà trong này nó có cái đồng hồ điện ở trong này đó cô chú anh chị, mà dời không có được, cho nên là bạn Dung làm cái cửa sổ để mình đóng lại. Hôm nay các bạn Dung ở lại ăn trưa, cho nên là Dung làm cái sốt nấm đó cô chú anh chị, với lại khoai tây mình xào, rồi thịt chiên cho các bạn Dung ăn trưa. Khai vị thì mình sẽ ăn kèm với salad trộn. Nấm thì mình cho một chút rau bẹt xi, rau mùi tây đó cô chú anh chị, mình cho lên cho nó thơm. Khoai tây xào cũng đã chín rồi, bây giờ mời cô chú anh chị và các bạn ra bàn cơm cùng với gia đình Dung nhé. Như thường lệ thì các bạn Dung trước khi ăn cơm thì sẽ uống Rica để uống Apero đó cô chú anh chị. Ông xã Dung thì giúp Dung bàn ăn. Ba ông mà rù rì giấu dùng cái gì vậy cô chú anh chị ơi? C'est chaque game là con cò. Et je vais te dire, Rolo, il m'a amené un boudet portugais. Ba ông rù rì á là ông xã Dung đi siêu thị mua một chai rượu cho bạn Dung đó cô chú anh chị. Rượu này ông Dung rất là thích uống, cho nên là ông xã Dung mua một chai về cho bạn mình uống. Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn. Xin chào bà cô chú. Allez, c'est lourd quoi. C'est lourd, ouais. Ah, donc, vous voyez, ce soir, vous venez, c'est l'épice. Hein? C'est l'épice qui m'attend. Non, je te dis. C'est comme ça. Puis c'est lourd. Ah ouais? J'ai acheté comme ça. Hier, j'ai acheté une. Bon, je vais prendre un peu de. C'est bien, petit peu. C'est bien, petit peu. Ça va partout. Alors, chérie, comment ça va? Vas-y. Arrête de lui taper sur l'épaule. Il m'appelle tout le temps ça. Si tu sais pas, il me tourne pas comme ça. Non, 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 je comme ça. Non, 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 c'est plus moi, c'est plus moi. Et le fils à vis électrique qui s'est ouvert le bras à la putain. Tay của Dung đó cô chú anh chị, bây giờ là phải để thả chứ không có nịch nữa. Mình để, khi nào mà mỏi quá thì Dung nịch lên ít phút thôi vậy đó. Ông xã Dung mà cứ mỗi lần mà cứ kêu Dung hay là nói chuyện cái gì đó là cứ khều cái da trái của Dung, không cái da bị đau á. Đau không phải là cái vết thương của chú anh chị, tại vì khi mà làm phẫu thuật á, máu bầm rất là nhiều, nó tụ ở trong cái bắp tay, nó đen thui luôn á. Hôm nay thì nó mới bớt và nó xanh xanh đi nè, vòng ra tới phía sau lưng luôn rất là nhiều, cho nên là nguyên cái mé vai của mình á, không phải là đau cái vết mổ mà là đau cái máu bầm á của chú anh chị, đụng tới đâu là đau tới đó thôi. Thì mình có bôi kem Acnica để massage cho nó mau tan máu bầm. Thì salad thì Dung trộn salad, rồi cà chua, dưa leo, bông artichoke, rồi trái ô liu nhồi với lại cá mòi. Une crèche, c'est tout. Je vais manger, mais après midi, je vais manger. Goûte. Faut
tout le jour comme Louis dit, goûte, goûte. T'as même pas l'adresse. C'est préparé. C'est de l'eau. Hai ông bạn, một ông áo xám á, thì rất là thích dưa leo trộn salad đó chú anh chị. Ông nó ngon lắm, ngon lắm. Xứ ông kia ăn thì ông bạn áo xanh á, thì ông không có ăn dưa leo mà từ đó giờ là chưa ăn bao giờ luôn á. Cái tụi mình xúi ông bạn rắc thử dưa leo. Khi mà ăn cái món salad trộn á mà uống rượu á cô chú anh chị là không có cái ngon, tại vì ở trong salad trộn của Pháp á là có cho dầu giấm á, cho nên là uống vô là cái miệng toàn là vị của giấm không thôi. Écoute-moi, tu sais comment il m'a dit? Il m'a dit, oh, je suis content, je dis, il va faire le meuble, je dis, alors tu as assez de plastique. Il dit, oui, oui, tu sais comment il m'a dit? Il m'a dit, ça c'est là où on a trouvé un paquet, quand on a fait des travaux ici, l'ancien propriétaire, il récupérait, il le gardait là-haut. Mais je pensais dans ma tête, mais j'ai dit, quand on fait travaux, tout ça, on est foutu dans l'air. Le mec, le beau propriétaire derrière, il vient récupérer. Eh, la chambre là-bas, il a ce que j'ai récupéré, il a une le poche, je ne sais pas. Non, mais moi, il m'a dit, putain, on dit, oui. Il est un mot. Oui. Il a foutu le papier. Mais non, c'est pas un mot. Elle me dit carrément que moi, il dit, bon. Ça va assez, je vais acheter ou comme ça. Et, il m'a dit, parlez comme un enfant à 3 ans, il m'a dit que le propriétaire, il a récupéré, il gardait là-haut, je l'ai trouvé là-haut. Mais quand je l'ai vu, le plat pour me juger. Mais moi, tu me dis, où tu as trouvé, j'ai dit, oui. Faussette à toi, non? Oui, c'est ça, c'est ça. Mais non, mais c'est pas la vérité. Non, c'est la main. Tu vois? Mais je ne veux pas que ça. Les hommes, ils m'entourent si bien que les femmes. Lúc sáng á, cô chú anh chị Dung có cần nhà ông xã Dung á, tại vì cái nhà kho phía sau á là ông xã Dung dán những cái tấm nhựa lên tường á cô chú anh chị, nhưng mà thay vì còn ở trên nhà kho không có đủ á, thì ông nói với Dung ông đi mua đi, không có. Ông đi mua hết nguyên một cái tấm tường mới đó luôn, là 15 mét là mới á cô chú anh chị. Cái Dung nấu ăn xong rồi cái Dung đi ra Dung mà Dung Dung nói là có gì đâu phải nói dối, thì thay vì nói là thiếu thì đi mua thêm về cho bạn đi chứ có gì đâu mà phải nói dối. Không xã Dung nói gì vậy, có cho làm đâu mà nói, cho nên là ba ông im hết. Mà ba ông xã Dung cùng xã Dung là xã Dung nói là im liềm hồi xưa mà sửa cái nhau nói dối lại đó, là có những cái tấm nhựa này rồi ông chủ cũ ổng đem ổng cắt ở trên lầu á, cho nên bây giờ lôi ra lấy xuống xài. Mà Dung mới thắc mắc, ủa hôm rồi mình dọn nhà kho mình đâu có thấy mấy cái này đâu ta, là mình nghi rồi, mà tại vì thấy những cái tấm nhựa nó rất là mới luôn, mà ở trên nhà kho thì còn nhưng mà có mấy tấm thôi cô chú anh chị, không có đủ. Nó thay vì mà nói thẳng với mình là đi mua đi, không có đâu, nói vòng vo gì cái này cái kia, mình mới thấy cười cười. Xong rồi cái Dung hỏi ba ông hết, ba không có ba ông nào chịu nói thiệt, có nói cái này không có trên lầu. Nhưng mà Dung khẳng định là cái này là mua mới nè chứ không có lên lầu. Trời ơi, Dung đi vòng vòng Dung lụm những cái bịch đó cô chú anh chị, thấy Dung môi dập thùng rác ra mà Dung tức cái nói với bằng được, mà không chịu, không có ba ông nào chịu là mua mới hết. Ở là Dung dập thùng rác ra là Dung thấy còn nguyên cái bao bì đó. Ở là Dung nói đó, hết chối chưa. Một hai là mà cãi với Dung là ổng nói ổng không có mua, ông xã Dung nói là không có mua, mà hai ông kia cũng nói không có mua. Les oreilles, elles ont le cochon, hein?
Cái lưu mình xuống. Đúng nhỉ? Thế? Chị lưu mạnh thế? Quý gì? Sa là sa ủ rìa mạnh như sa bây giờ. Chắc sẽ có vết gì? Chị mà thôi là chú bật tạ. Cái gì mà thế? Em phải là tết tự 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 Dung với ông bạn áo xám ghẹo ông bạn áo xanh đó cô chú anh chị, tại vì anh ấy không có thích ăn mũi heo với da heo, tai heo rồi này kia đó. Thì Dung ghẹo là hôm nay là bữa trưa thì Dung làm tai heo ăn với lại sốt nấm. Ông gãy đầu gãy trán là biết rồi cô chú anh chị. Celle qui a, le magasin de chaussures à la mort, la grande rue, elle est à. Elle habite à Algaz. Lui, il est flic. Et lui, c'est le fils à. Dung chiên 5 miếng thịt đó cô chú anh chị. Bốn người thì mỗi người một bốn miếng, rồi ai cỏ ấy thì ăn thêm. Merci, il y a la PJ à Toulouse. Oh, il y a des cèpes dessus. Attends, c'est pour ça. Son fils a Ignace Perra qui courait. Est-ce que peux-tu dire à quoi ça fait à ta femme? Une vieille la mienne qui fait des sauces forêt. Ouais, il n'y a pas des forêts au Vietnam, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Des forêts. Ah oui, il y a beaucoup de ça. Beaucoup? Non. Pas beaucoup. Oui, il y a. Non, je ne te dis pas, il y a la mer de plus. Mais là, il n'y a pas d'abord. Mais oui, mais la sauce forestière est très bonne. La sauce était très bonne. On va les ouvrir. C'est de Chine. Bon. C'est Có bữa cô chú anh chị Dung mua một hộp thịt 15 đồng ở trong siêu thị Leclerc á, tại vì nhà hàng đóng cửa của chú anh chị nên Dung không có lấy ở tiệm thịt. Thì mình mua một hộp phô philly về chị làm ra với cái sốt tiêu xanh á cô chú anh chị, sốt tiêu xanh với kem á, nó cứng ngắc luôn không ăn được. Mà mấy ông này ăn rồi ngượng miếng rồi bỏ luôn không ăn được cô chú anh chị, nó mỡ nó nhiều quá mà thịt nó rất là cứng không có ngon. Dung nói với các bạn Dung á, là lúc đầu mới mở nhà hàng đó cô chú anh chị, anh như là Dung chạy tìm thịt nào Dung cũng chạy khắp vùng hết, từ làng này qua làng kia hết, rồi siêu thị đồ này kia là Dung mua thịt ở chỗ người ta Dung thử á, rồi mình đi thử giá cả nè, thử thịt rồi tùm lum hết trơn á. Nhưng mà Dung trúng được ngay cái tiệm thịt mà hiện giờ Dung đang lấy á, là Dung ưng nhất thôi ha. Thịt rất là mềm mà thịt mình biết nguồn gốc, với lại như kiểu như ông chủ ông cũng rất là dễ dễ tính á, giá cả đồ này kia ông tính phải chăng cho mình thôi. Cái công thức nấu ăn của Pháp thì cũng rất là đơn giản thôi cô chú anh chị ha, mà họ cũng hơi cầu kỳ, gia vị thì khác của mình thôi, nhưng mà họ thiên về cái gia vị tự nhiên hơn. Mà ở những cái vùng phía trên á, thì nấu ăn thì thường cho kem rất là nhiều á, kèm món nào hầu như là cái nước sốt nào thì họ ăn thiên về sốt kem nhiều hơn. Còn vùng ở chỗ Dung á, thì như là xúc xích hồng rồi này kia đó thì rất là đơn giản, hoặc là món cassoulet rồi này kia. Ở Pháp thì cũng giống như ở Việt Nam mình vậy đó, mỗi vùng thì nó có một cái món ăn đặc trưng riêng vậy đó. Thì mình ăn mới đầu thì không quen, nhưng mà ăn riết rồi kiểu như ở đâu cắm rễ đó mà ăn riết thì cũng quen à. Hai bạn Dung thì rất là thích cái nước sốt kem đó cô chú anh chị. Còn một miếng thịt thứ năm thì hai bạn Dung chia làm đôi. Ông xã Dung thì rất là thích cái món khoai tây xào với lại cái sốt nấm. Thì cái sốt nấm này Dung cho nấm nhiều cho nên là coi như là mình ăn kèm với rau luôn vậy đó.
Thì bây giờ các bạn Dung chạy nước rút dọn dẹp cho Dung, cô chú anh chị dọn dẹp phụ Dung thôi. Còn người ta bê xong rồi bây giờ mình phải cà mái qua nữa cho nó láng á, bụi bặm lùm luôn, bây giờ không ai mà làm gì được nữa hết trơn á. Nên là rồi bạn Dung thì sắp đi Bồ Đào Nha du lịch rồi. Cho nên là ổng nói là còn tranh thủ được mấy ngày thì phụ Dung chỗ nào được thì phụ, đến khi ổng quay trở về thì mình làm tiếp. Thì Dung làm lại coi như là nguyên cái nhà luôn vậy đó cô chú anh chị, nhưng mà mỗi cái là mình không có xây tường thôi. Rồi ông xã Dung nói các bạn Dung cũng rất là cực, cho nên là để sang năm thì các bạn Dung rủ ông xã Dung đi nghỉ hè, mà đi về Ý cô chú anh chị, đi Napoli. Thì các bạn Dung rất là thích đến cái thành phố này. Thì ông xã Dung có rất nhiều người bạn ở đó, hồi đó mình cũng làm bên đó mấy năm, cho nên là ông xã Dung cũng định quay về thăm bạn bè rồi này kia đó. Ý lại bạn bè cứ gọi điện réo qua chơi riết à, dẫn hai nhỏ đi cho biết. Thì các bạn Dung nói không, mấy thì mình tổ chức sang năm mình đi nghỉ hè chung. Mà trước hết giờ để cài làm là kiếm vốn cái đã, nghỉ có một tháng trời là mất biết bao nhiêu tiền rồi chú anh chị ơi. Dung ơi, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian ăn cơm cùng với gia đình Dung. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau. Đó, mỗi bữa ăn thì sau khi các bạn Dung ăn xong thì các bạn Dung ăn tráng miệng với kem á cô chú anh chị, mỗi người cái trung thành cái một cái vị thôi. Anh bạn Jose áo xám này thì rất là thích hương vị bạc hà với lại sô cô la, còn anh bạn Jack á thì ăn mỗi cà phê thôi, còn ông xã Dung á thì ăn bạc hà với lại cà phê. Có bữa thì ông xã Dung ăn lộn xộn cái coi như là kem nào ông xã Dung cũng thích hết. Et mes petits-enfants, mes enfants, ils iront pareil, et ça devra pareil. Tu parles de ça, le syndicat et tout. À l'époque, chez Durac, un jour...